Hello, xin chào cô chú anh chị đã đến chăn nuôi bánh trai ha. Hôm nay lên bộ mẹ con nè đó, thì mẹ gu xin con cây được kem lai chú anh chị xem được kem lai lai mẹ nó lên gu nên nhai mẹ lai mẹ nhiều hơn lai cha nên nó lên nổi gu ha. Thì con mẹ tình trạng là mẹ tơ mới đẻ đầu tiên đó, vừa mẹ đang cũng đang ôm chữa lại được 4 tháng ha. Con mẹ trong nhà cái ba bê lại chú anh chị. Dạ mời cô chú mình xem nội dung thấy với mẹ vô lấy mua liên hệ của mẹ mới lớn đau răng nè ha. Thì đối với đó bộ mẹ con nè, cô chú anh chị trước mặt chúng ta là bộ mẹ con nè, thì con mẹ em báo là mẹ tao ha, mới lớn đau răng nè, chữa lại luôn ha, chữa lại là được 4 tháng ha, bao chữa luôn ha chú anh chị. Đây con mẹ chiều cao là khoảng 1m29 bò chú anh chị đo nghe không sao ha. Mẹ tao mới lớn đau răng nè, chân cẳng mẹ là cô chú anh chị thấy không, chân xin tướng nè, móng sò chứ sao móng sò hay dằn lúng của mẹ đây nè, giống lúng yếm nó thấy dữ dằn không chú anh chị, à lúng triền mà bản luôn ha. Thế mẹ hay đầu tụi tội ha, sái là nghiêm chỉnh mẹ, sái nghiêm chỉnh chú anh chị. Đây mẹ gu xin nha, cái lưng nè thấy không đó, thì con là đực ha, đực này anh chú nhà anh chơi trên kem mà nó lai mẹ nhiều quá nên nó hơi nổi gu được chú anh chị thấy không đó, lai mẹ nhiều quá nên nổi gu ha. Đây chân cẳng con được 5 tháng ha chú chị, được kem nè, chiều cao được khoảng 1m12 bò nè chú chị ha. Thì cái bộ mẹ con này thì bên em bán là ba lò lú là 3 tháng ha, chữa thì bên lãnh là về lãnh chữa ha, về hay về cô chú chị thăm khám lại ha. Thì anh chủ nhà chiếc này anh cấy lại cái ba bê nha, con này con cái kem nước đầu anh cái kem mà con kem đực này nó lai mẹ nhiều quá nên nó hơi nổi gu, chứ con này mặc bọt kem chú anh chị thấy không đó. Con mẹ mới lớn đầu răng ha, tơ thì bộ mẹ con này anh chủ nhà bán giá là 40 triệu ha chú anh chị, giá 40 triệu ha, bao lòi lũ bao chữa luôn. Đó bộ mẹ con đực nè, đực được 5 tháng rồi chú anh chị ha, nếu mà tính ra thì nó cũng không có mắc hay chú anh chị, chân cả mẹ con là hoàn thiện hết, không có bú bếp xe súng lúng xuống luộc gì hết nè ha. Đây mẹ thì là một khú nè, xin khú con nè, con được ha đó bộ mẹ con, tính ra con giờ 5 tháng tuổi giờ cũng có hàng mười mấy triệu rồi ha, 14-15 triệu cũng có rồi đó. Thì tính ra thì con mẹ cũng đã chữa lại 4 tháng rồi, thì con mẹ cũng còn đâu nhiêu tiền chú anh chị ha. Đó hay mẹ mẫu nha, mẹ nè liền lạc nè chú anh chị thấy không, mẹ lúng yếm nè, thấy gơi dàn lúng yếm cả gan luôn thấy không, lúng chèn luôn chú anh chị đó, chân cẳng móng sò nè thấy không, chân trước sau móng sò đít xong lưng nè đó nè đó. Thì mẹ ông mẹ con nè chú nhận bán giá là 40 triệu ha chú anh chị đó, mọi con là 40 triệu, nhắc lại là bao lòi lũ ha, bao chữa luôn chú anh chị. Bỏ mẹ con là mẹ để đôi đầu đang ôm lại chữa lớn thứ hai ha, chữa được 4 tháng này em tin 3B đó. Thì cô chú anh chị gần xa muốn cầu mua bộ mẹ con này thì liên hệ cho em ha, bao lòi lũ bao chữa luôn, bò hàng đẹp ha chú anh chị, mẹ đẹp khỏi chơi liền lạc luôn nè, con này được 5 tháng tuổi nè, con được ha đó. Đó thì mong cô chú anh chị mình thấy ưng ý mua bộ mẹ con này thì liên hệ bên em ha, số điện thoại để màn hình đó, bò em quay tầm xa nhờ cô chú thấy rõ ha đó. Rồi để tiếp tục hình ảnh hôm nay lên ba con bò cái gu sinh tơ ha, hang nhỏ này thì tầm là 10 tháng 11 tháng ha cô chú anh chị, còn con bự nó tầm 13-14 tháng rồi ha đó. Giờ mời cô chú chị xem nội dung nè, thấy giá cả nghĩ mua liên hệ cho bên em ha. Thì con đầu tiên con này
chiều cao là 1,2 bò ha chú anh chị, chân cẳng là hoàn thiện luôn, không có muốn xe xuống luôn xuống lột hết, dàn lung đúng chèn nha. Đây thấy không, chân nè sai là nghiêm chỉnh nha, đầu trụi trụi ha chú anh chị, xe lưng nè thấy không. Con giỏ này thì chiều cao là 1m18 nha chú anh chị, xương sóc nè cũng móng sò luôn, chân trước nè thấy không, lúng lúng chèn ha. Con đú lúng chèn chân sau nè cô chú anh chị, đó đầu đầu trụ luôn ha, sông lưng của nó nè đây dữ dàng ha. Thì hai con nhỏ là anh chủ nhà bán giá là 39 triệu ha, báo giá luôn hai con nhỏ nè, còn chủ nhà bán giá là 39 triệu mỗi con, là 19 triệu 500 mỗi con ha chú anh chị. Rồi sao đây đó. Ở thì con bự này chiều cao là em đo là con bự này là tầm 13-14 tháng tuổi nè, con này em đo là 1m26-27 nè chú anh chị, cũng đo không sao, con này hơi lún sừng ha, sái tích nghiêm chỉnh luôn đó, gặp mình nè đặt đồ chú anh chị thấy không, xương sóc xương to nè, cô chú thấy lún yếm đó không, chân trước chân sau nè cô chú anh chị, đây trước rồi như vàng lúng luôn luôn, lúng mà lúng chèn luôn ha. Rồi như sao nè cô chú anh chị thấy không, đó như trước ha. Thì con bò này anh chủ nhà bán cái giá là 21 triệu ha, con bự này 21 triệu, hai nhỏ là mỗi con 19 triệu đó. Hai mấy bò cô chú anh chị mua về làm giống nền sinh sản ha. Rồi bạn giàu bạn có cha mẹ bao bọc, bạn đâu nào hiểu cánh nghèo khó. Hình ảnh ha, mấy bò cái u xin này lai xin này cô chú chị mua về giống sinh sản này khỏi chơi ha chú anh chị. Chân cẳng là xương to chú anh chị thấy không, móng móng sò ha, lúng nè đó. Giá cả em cũng báo rồi ha, hai con nhỏ này giá là 39 triệu mỗi con, 19 triệu 500 ha. Con bự là 21 triệu nè, đây 21 triệu ha chú anh chị. Thác thân bộ bự không, chiều cao nó 1m26-27 đo nghe không sao ha. Đây ha, hai con này đầu trụ con kia hơi lú sừng ha chú anh chị, kiểu mẫu hay bò hay quay tầm xa vậy cô chú anh chị thấy rõ nè đó. Ưng ý mua hay liên hệ ha, hai con này giá tiền là 39 triệu nè, đẹp ha, sai tích nghiêm chỉnh, hay mấy bò này cô chú anh chị mình nên mua thì để nền sinh sản sinh sản ha. Cực mình hết thân ha, con này cô chú anh chị thấy cực mình đẹp, bản đồ nó bự luôn nè đó, thấy không, hai chế con này hai con bản đồ nè cô chú anh chị ha. Đó thì nhâm đó thì cô chú anh chị mình thấy ưng ý mua thì liên hệ ha. Đây chân cẳng xương sóc còn khỏi chơi ha chú anh chị. Bò hay quay tầm xa có gần có ha, hình ảnh thực tế không phóng to thu nhỏ gì hết nè, nó thả động. Mấy con bò này là cô chú anh chị mình mua làm giống sinh sản bò nền ha, tương lai sau này ha chú anh chị, đó giá tiền cực kỳ ok luôn đó, không có mắc mỏ. Con bự trình thành có 21 triệu chú anh chị thấy không, con bò này cô chú anh chị mua là về là nó lên giống, cô chú mình cấy ngay được luôn, con rồi tầm nó cũng lớn xác rồi ha.
con lớn là 13, 14 tháng là con chạy gu sen luôn ha. Xong lưng nó dằn luôn, đặt bò, chân cẳng xương to nè. Thấy không? Hả, hay vậy hình ảnh em quay kết đây. Thì cô chú chừng thấy ưng ý mua liên hệ ha.